Tôi đang có mặt tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có di tích dân công hỏa tiến Mậu Thân năm 1968. Đây là đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dân công hỏa tiến đã hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968. Thì thưa quý vị là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 rất ác liệt, và chúng ta không quên những dân công hỏa tiến đã tải kịp thời vũ khí, đạn dược từ vùng ngoại thành để vào các cái điểm được chỉ định trong nội thành để làm một cuộc tổng tiến công. Và trong trận đánh đó có nhiều dân công hỏa tiến đã hy sinh trên vùng đất ngoại thành này. Và ngày nay, để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thành phố Hồ Chí Minh đã xây cái khu di tích đài tưởng niệm để những ngày lễ lớn, các vị lãnh đạo, người dân thành phố cũng như là khắp mọi miền đất nước về đây bày tỏ lòng thành, thắp nén hương để ghi nhớ sự hy sinh mất mát của những người dân công hỏa tiến góp phần thắng lợi trong Tết Mậu Thân năm 1968, cũng như đây là một tiền đề để góp phần cho cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Và sau lưng tôi đây là phần cổng, cũng như là sau phần cổng đó là phần tượng đài và nhà kia đền tưởng niệm phía sau dân công hỏa tiến Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý vị.